Hello chào các bạn. Hôm nay đấy tem của đi Ramasamut TV đi săn các bạn. Lúc nãy mình cũng mang điện thoại đi nhưng mà mưa to quá. Mình không quay bất cứ thứ gì luôn, mình chỉ về tới nhà mình quay cho các bạn xem thôi. Giờ mưa to quá các bạn. Number 2. Ra được. Không thể quay được. Đấy mấy anh em ướt hết rồi này. Đây mới thay đồ này. Đây nè. Cái mình đi trải nghiệm về nha các bạn nha. Giờ 10 gần 12 giờ rồi, 12 giờ kém các bạn. Lạnh quá, mấy anh em đang ướt nhòe hết rồi này. Mặc áo mưa rồi vẫn ướt. Đây hành trình anh em đi săn các bạn nha. Đây một con biên điệp các bạn. Một con đây cha rừng các bạn nha. Cả máy đây cá cổ các bạn, cá tơ thôi, không phải cá to đâu, để chưa trưởng thành mà chỉ có cửa này, cửa chưa mới nhiều thêm cá tơ, em cá cổ nữa, hai con cá cổ một con cá mái, ba con mình thì với những con chim kia nữa, đang đợi chuyện nhà chỗ ông sư tử là ông tối chưa được lấy về này, để nhìn thôi cho bạn xem đây. Anh em mình đi trải nghiệm về nha các bạn. Nhưng mà thôi luôn nha. Lúc này mình cũng sai lầm, mình cũng có mang ra đi nhưng mưa quá các bạn, mình không quay được. Mình hứa với bạn nếu nào mình có thể chuyển sau này mình cũng giúp mình được tiền này. Mình mua cái trăm để mình quay đây. Các bạn thấy là cái video của mình nha. Đây ghê. Cái ná của mình hay dùng này. Đang thui gà các bạn. Quay này. Bắt gà. Đang thui. Bạn ơi, bây giờ mình mới về đây này, đang thui gà với con bị bịp. Giờ lạnh quá, mưa to quá bên này, mưa to quá các bạn ạ. Giờ lạnh quá. Đang sưởi ấm cho các bạn ơi. Ừ, ắt gần lên.
mì chấm phi, chấm phi ăn lợn lợn thịt lại to cho rồi. Đang nhờ nâng cao các bạn ơi. Đã cơm rồi các bạn. Ăn mì tôm rồi. Quê rồi. Cảm ơn các bạn ơi, này ăn mì tôm xong rồi này. Đây muối đổ vào. Thank you.
gọi em. Ai mùa giao thừa quốc xã đê, hàng uy tín chất lượng cao, dùng không được mình mới cho. Chiên các bạn, mỗi người chắc gần 5 lạng.